Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 2 tiếng giờ để biết thông tin về giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mercedes-Benz phân khúc GLC ạ. GLC thì nó thuộc có sẽ là có 4 bản cho lựa chọn là bản GLC 200, 200 Formatic, 300 Formatic và 300 Formatic Coupe ạ. Khi mà sang tháng 9 này cả 4 phiên bản này đang có các chương trình khuyến mại như thế nào? thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hai giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 ạ. Với giá biết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 859 triệu ạ. Sang tháng 9 này thì là lý chúng em đang bán cho anh em giá đang là 1 tỷ 789 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 70 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe GLC 200 này là với nội đang là 2 tỷ 039 triệu ạ. Còn trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 628 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 979 triệu. Trả góp thì là 568 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 2 tỷ 016 triệu. Trả góp thì đang là 605 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 002 triệu. Trả góp thì đang là 591 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi máy nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatech ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 2 tỷ 129 triệu ạ. Sang tháng 9 này thì đại lý chúng em đang bán cho bây giờ đang là 2 tỷ 069 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 6 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatech này làm với nội đang là 2 tỷ 351 triệu ạ. Còn trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 720 triệu Còn là tỉnh thì đang là 2 tỷ 286 triệu Trả góp thì là 654 triệu ạ Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 2 tỷ 328 triệu ạ Trả góp thì đang là 697 triệu Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 309 triệu Trả góp thì đang là 678 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi về giá xe Tổng hân bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp, lãi xuống ảnh như nào Thì anh em điền tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để em gửi lại các thông tin Chi tiết nhất, cụ thể nhất Và chính xác nhất cho em ạ Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Formatic ạ à. Với giá miết của chiếc xe này đang là 2 tỷ 569 triệu ạ. Sang tháng 9 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 2 tỷ 519 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 50 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Formatic này làm nội đang là 2 tỷ 854 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 868 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 2 tỷ 780 triệu. Trả góp thì là 793 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 2 tỷ 831 triệu. Trả góp thì đang là 844 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 803 triệu. Trả góp thì là 817 triệu ạ. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe à tổng hoàn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mercedes-Benz phân khúc GLC cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Mercedes cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sơn lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến bài ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này cả ạ.